Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay cơ sở Mạnh Cường vừa về một con cua ta 2018 đời 2020 siêu thể siêu lớn. Anh em cần xài dòng cua ta 2018 siêu lớn, hãy liên hệ với Mạnh Cường với số điện thoại 0917855234. 5 cơ Mạnh Cường vừa về một con cua ta 2018 đời 2020 siêu lướt, máy đẹp. Anh em cần xài liên hệ mình cần với số điện thoại 0917855234. Anh em cần xài liên hệ mình cần qua số điện thoại 0917855234 anh em. Cua 2018 đời 2020 máy lướt, máy đẹp, máy whip. Anh em cần xài liên hệ mình cần qua số điện thoại 0917855234 nông ngư cơ Mạnh Cường. Địa chỉ khu vực Thế Thạnh 1, Thế Thạnh Phúc Nối, thành phố Cần Thơ. Xới bánh lòng đắp bờ mềm ủi nông ngư cơ Mạnh Cường, địa chỉ khu vực Thế Thạnh 1, Thế Thạnh Phúc Nối, thành phố Cần Thơ. Bốn năm không tám vip siêu lướt luôn nha anh em. Cần xài liên hệ Mạnh Cường với số điện thoại 0917855234. Cửa hàng nông ngư cơ Mạnh Cường có về 4508 máy vip đời 2007 ghim từ A tới Z, siêu lướt siêu đẹp. Anh em cần xài liên hệ Mạnh Cường với số điện thoại 0917855234. Quang ơi, anh em cần xài liên hệ Mạnh Cường với số điện thoại 0917855234, địa chỉ khu vực Thế Thạnh 1, Thế Thạnh Phúc Nối, thành phố Cần Thơ. Xả nước chưa? Nè, thanh lý 3 chiếc 2018 đời 2017 anh em. 3 chiếc, chiếc 34, 4 chiếc 700 triệu. Chặn ngoài kia đó, cái quanh ngang đó.